Video này dành cho những ai ngại tiếp xúc nói chuyện với người khác, đặc biệt là những người hướng nội, rụt rè, tự ti bản thân mình về cách ăn nói của mình. Và một điều mình nhận thấy rằng trong cuộc sống này không phải là người hướng nội họ không biết cách nói chuyện với người khác, mà những người khác không biết cách nói chuyện với họ. Nếu chúng ta thấu hiểu được, thấu cảm được người hướng nội lắng nghe họ chia sẻ, thì họ nói rất là hay, rất là chuẩn và bộc bạch, rất là chân thành. Ở người hướng nội có một gì đó, cái khí chất và cái năng lượng nó rất là ổn định, rất là trầm tĩnh, rất là đáng tin cậy mà những người hướng ngoại ít có được. Và có ngửa tá những sự việc nó tạo nên 80% sự khác biệt như Jim Jones chia sẻ. Thì trong video này mình chia sẻ 5 điều quan trọng nhất để chúng ta có thể là giao tiếp tự tin từ trái tim với trái tim. Chúng ta có thể là đọc rất nhiều sách về giao tiếp, về thuyết trình, về tâm lý học, về hành vi giao tiếp này nọ. Nhưng tất cả những thứ đó nó không phải là cốt lõi, không phải là gốc rễ vấn đề. Và nếu chúng ta tập trung vào thứ lan man quá, chúng ta đánh mất cái gốc rễ cốt lõi của cái cuộc giao tiếp, thì chúng ta mãi mãi không thể nào trở thành một người giao tiếp giỏi được, cuộc nói chuyện giỏi được. Và chúng ta nếu xảy ra cuộc giao tiếp, vậy chúng ta luôn luôn bị mệt mỏi, bởi vì chúng ta phải nhớ quá nhiều, chúng ta đề phòng quá nhiều, chúng ta phải diễn quá nhiều, đeo mặt nạ quá nhiều. Và cuộc đời làm sao phải khổ như vậy, đúng không ạ? Thẳng lưng mà sống, chân thành mà sống, giao tiếp thoải mái, tự tin, vui vẻ, cả hai đều mang lại ra điều tích cực cho nhau. Nói chuyện xong, giao tiếp xong, về nhà năng lượng nó vẫn cao, vẫn vui vẻ, ấn tượng, đúng không ạ? Nếu không chúng ta cứ về nhà chúng ta mệt mỏi, đúng không? Lần sau ta sợ giao tiếp. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ để cuộc giao tiếp diễn ra thuận lợi, suôn sẻ và có thiện cảm, đó chính là trước khi gặp ai đó, chúng ta nên tìm hiểu trước về người đó. Bây giờ mạng xã hội rất là dễ cho chúng ta có thể tìm hiểu họ, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhận định về sở thích, về tính cách, về công việc của họ. Các bạn nên hiểu sơ qua về họ, đặc biệt là phải nhớ tên của họ. Hãy nhớ rằng cái tên gọi là một âm thanh êm đềm và quen thuộc nhất của mỗi người. Hãy ghi nhớ tên của họ. Và nếu mà tinh tế hơn, trước khi gặp mình chuẩn bị một món quà nho nhỏ, một tấm thiệp chúc mừng, một cuốn sách người ta thích chẳng hạn, nho nhỏ thôi, vài chục nghìn thôi, nó sẽ để lại một ấn tượng vô cùng đặc biệt với người khác. Hãy nhớ điều này. Và lý do ta nên tìm hiểu trước để chúng ta có thể là tập dượt cái nội dung cuộc nói chuyện đó trong tâm trí của mình, có thể là một lần, hai lần, năm lần, mười lần, chúng ta nên nói gì, không nên nói gì và đặt câu hỏi đúng, đúng không ạ? Khi mọi việc diễn ra thực tế thì trong tâm trí, cái trí tưởng tượng con người là vô hạn, là một cái sức mạnh và quyền năng của mỗi người. Chúng ta tập dượt trong tâm trí của mình nhiều lần rồi, đây là một điều ít ai để ý, đúng không ạ? Và khi tập dượt như vậy, bạn đã chiếm cái sự chủ động trong giao tiếp rồi. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là sự đúng hẹn. Vâng, có câu nói rằng không ai có quyền cướp mất đi thời gian của người khác. Và nếu không đúng hẹn, nó cực kỳ để lại một cái ấn tượng rất là xấu, đúng không ạ? Coi thường người khác, không tôn trọng người khác. Nên nhớ có thể chúng ta đến trước hẹn 5, 10 phút, 15 phút cũng được. Nhưng trước giờ hẹn chúng ta phải đến, kể cả những cuộc gọi điện. Chúng ta hẹn giờ này gọi điện lại, chúng ta phải gọi điện lại. Nếu không được thì chúng ta phải xin lỗi, từ chối, nhắn tin trước cho người ta. Lỡ người ta đến, người ta mất thời gian phải chờ đợi, đúng không ạ? Nên lần sau chúng ta muốn gặp người đó cực kỳ là khó, bởi nó để lại ấn tượng cực kỳ là xấu rồi. Người này không tôn trọng, không giữ đúng lời hứa thì trong những việc lớn hơn không thể nhờ vả, không thể tin cậy được. Điều thứ ba, điều quan trọng nhất chúng ta phải để ý khi cuộc giao tiếp diễn ra, đó chính là cái sự chân thành. Bạn có thể nói hay, nói rời, nói biển, đúng không ạ? Rất nhiều thủ thuật tâm lý che giấu cảm xúc và hành vi rời. Nhưng cái cảm xúc đối diện của bạn đối với người khác nó không thể che giấu được. Từ ánh mắt, từ cử chỉ, khuôn mặt, chân tay, bạn không thể giấu hết được. Con người bây giờ không ai ngu cả. Từ cái dấu hiệu nhỏ nhất bạn thể hiện, nếu bạn che giấu cảm xúc, nói dối họ, nói điêu với họ, họ đều phát hiện ra hết. Nếu không phát hiện ra từ cử chỉ cảm xúc của bạn thì nó toát ra từ cái năng lượng của bạn.
đúng không ạ? Khi chúng ta giao tiếp một ai đó, cái năng lượng của mình nó đối nghịch, nó cảm thấy mệt mỏi ấy, là đấy nó không hợp gu rồi. Cái trường năng lượng nó không được hòa hợp, nó không hài hòa rồi. Đó là cái vô hình chúng ta phải để ý. Nên khi gặp ai, chúng ta phải bày tỏ mình một cái sự chân thành, một sự quan tâm, một cái sự giúp đỡ, đúng không ạ? Chúng ta đến với nhau với sự giúp đỡ, không mong cầu. Nếu như bạn đến với một cái tâm mong cầu quá nhiều, mong cầu lợi ích về mình, chắc chắn bạn sẽ thất bại của nói chuyện đó. Và bạn cực kỳ là mệt mỏi. Đặc biệt đối với người giàu, người có quyền thế, khi bạn gặp nói chuyện với họ thì hoàn toàn nên loại bỏ cái tâm mong cầu đi, lợi ích đi, nhờ sự giúp đỡ đi. Chúng ta đến với nhau với cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Mình có thể giải quyết vấn đề gì cho họ, đặt thẳng vấn đề, nói chuyện, không có mong cầu gì nhiều. Để cái năng lượng của bạn nó tác động về họ. Điều thứ tư chúng ta phải nhớ đó chính là lắng nghe và thấu hiểu. Các bạn nhớ kỹ câu này cho mình. 3/4 những người bạn gặp ngoài đời đều đói khát sự cảm thông và chia sẻ. Con người ta ai cũng muốn nghĩ về mình, nói về mình, thể hiện mình, đúng không? Được người khác trân trọng mình, tôn trọng mình, khen mình. Đó là tâm lý con người nói chung rồi. Nên chúng ta kiềm chế khoe mẽ về bản thân mình, chúng ta lắng nghe để thấu cảm với người đối diện hơn, để chúng ta có thể chia sẻ với họ. Khi bạn nói về vấn đề người ta quan tâm ấy, thì họ có thể nói cả ngày cho bạn nghe cũng được. Đây là một điều cực kỳ tinh tế và quan trọng để chúng ta có thể là nắm trọn trái tim của người khác, để chúng ta gây ấn tượng với người khác trong trái tim họ. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ các bạn đó chính là mỗi cuộc hẹn, mỗi cái cuộc nói chuyện, giao tiếp, kể cả điện thoại hay ngoài đời, nó đều phải có một điểm dừng đúng lúc. Có câu rằng nói dài, nói dai, nói dại, đúng không ạ? Trước khi giao tiếp nói chuyện, chúng ta phải căn một khoảng thời gian nhất định, gói gọn nội dung trong đó thôi. Không liên ma liên man dài dòng rồi nó đi xa vấn đề, xa trọng tâm của câu chuyện. Lúc đó chúng ta không thể quay trở lại được và thấy một cuộc nói chuyện nó vô bổ, nó vô vị, nó chả để lại ấn tượng gì cho người khác cả. Mà người khác cảm thấy là mình cũng vô công rồi nghề, mình mất nhiều thời gian quá, quá nhiều thời gian quá, không thể dừng lại được. Và lần sau gặp là người ta không biết là nên nói chuyện bao lâu, nói chuyện lúc nào nên dừng nữa. Thế nên chúng ta hãy để ý cuộc nói chuyện của mình đúng lúc thì mọi thứ đều diễn ra đều suôn sẻ. Trên đây là 5 điều rất là cốt lõi để có một cuộc giao tiếp nói chuyện diễn ra suôn sẻ mà chúng ta cảm thấy vui vẻ, không mệt mỏi, đúng không ạ? Đạt được lợi ích cả hai bên, nâng cao cái năng lượng tinh thần hai bên trong cuộc gặp gỡ và chúng ta sẵn sàng vui vẻ trong cuộc nói chuyện khác. Nếu chúng ta đồng cảm, thấu hiểu và chỉ cần làm tốt 5 bước này thôi, 5 cái này thôi, chúng ta không cần phải thủ thuật, không cần phải lươn lẹo, không cần phải nghiên cứu quá nhiều cái hành vi tâm lý con người đâu. Hãy đi từ cốt lõi, giải quyết vấn đề bằng cái cốt lõi. Đi thẳng trái tim với họ, đừng có vòng vèo quá làm gì cả. Thì đặc biệt bạn sẽ là một người giao tiếp rất là tốt, rất là giỏi. Chúc bạn có thể là tự tin giao tiếp, nói chuyện, gặp gỡ, giao lưu với nhiều người mà không phải e ngại, e thẹn điều gì cả. Và không phải trang bị cái lớp mặt nạ nó quá dày cho mình trước khi đi đâu đó. Vâng, cuộc sống là nó phải vui vẻ, bình yên và đơn giản hết mức có thể. Chúc bạn vui vẻ, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại.